Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Tham Quai và mình là Tuyền. Hôm nay Tuyền mở hộp lên tay chia sẻ đến mọi người một mẫu đồng hồ nữ đến từ thương hiệu Movado, rất là đẹp. Xin mọi người cùng review với Tuyền nha. Trong hộp thì Tuyền thấy gồm có sổ chứng nhận của sản phẩm. Đây. Movado. Mã số quốc tế của em nó là 3600494. Mẫu này là bộ máy của Thụy Sĩ luôn nha quý vị. Đây. Về tông thiết kế thì mình thấy là một màu xanh tím. Với màu xanh này thì rất là lạ. Và xanh này thì rất là tôn da, khi chúng ta đeo lên tay thì bật tông luôn á. Size số thì là size 36 nên rất là dễ lên tay. Tay mình nè, tay mình nhỏ nhưng mà vẫn đeo ok nha, bởi vì cái phần dây nó ôm lắm. Đối với dòng Movado thì rất là tối giản về mặt số. Chúng ta nhìn nè, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu này là ngay cọc số 12 giờ đính kim cương, và chỉ có kim giờ và kim phút. Mình thấy đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Dây cũng cùng tông màu luôn. Dây này thì ôm vô cùng ha. Chúng ta thấy nè. Còn đây là phần nắp lưng. Bộ máy của Thụy Sĩ luôn nha. Về phần khóa nè. Khóa này là khóa gập hai bên. Đây. Thép không rỉ. Đây. Vẫn còn siêu. Chúng ta nhìn nè. Vẫn còn đầy đủ. Khóa này rất là dễ sử dụng. Đây. Chỉ cần bấm như thế này. Đây. Mẫu này thì Tuyền về được 2 chiếc. Đây. Tuyền về được 2 chiếc nha. Giá rì tay của sản phẩm này là trên 17 triệu. Nhưng mà đến với Tham Quai thì giá săn sale là 6.950.000. Ngoài ra khi mua sản phẩm tại Tham Quai thì chúng ta còn nhận được một phiếu bảo hành chính hãng của sản phẩm. Cam kết là sản phẩm là 100% là full box và là hàng chính hãng, nên quý vị có thể an tâm và tin tưởng vào sản phẩm nha. Đây. Hỗ trợ và tư vấn sản phẩm thì có thể alo cho Tuyền. Chào mọi người, xin chào và hẹn gặp lại nha.